Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Vũ Kali Cuộc Sống Mỹ ha. Hiện tại bây giờ thì mình đang đứng trước cái chỗ này là cái chỗ tiệm giặt đồ của Mỹ. Tiệm giặt đồ nha. Thì ở Mỹ nó có những cái tiệm giặt đồ như giống như vậy nè, rồi những tiệm giặt ủi. Thì cũng tùy nhà thôi mọi người. Có nhiều nhà mà không có máy giặt máy sấy ở nhà thì mình có thể là cầm đồ đi ra những cái tiệm giặt đồ ngoài công cộng như vậy mình giặt ha. Thì hôm nay mình sẽ quay để cho các bạn biết, các bạn xem cái tiệm giặt đồ của Mỹ nó như thế nào đó. Kế bên đây là cái tiệm Kelly More Paint nè, là cái tiệm bán nước sơn nhà đó mọi người. Đây nè, đây là mình đứng cái góc đường này là ngay ngã tư. Ngay ngã tư thì là tiệm giặt ủi này, bên kia cũng có cái tiệm McDonald's. Ngay ngã tư đường ha. Thì bây giờ mình vào bên trong quay và review cho mọi người xem cái tiệm giặt đồ ở Mỹ nha. Laundryland. Thì tùy theo ở Mỹ có nhiều tiệm giặt đồ, tiệm lớn, tiệm nhỏ khác nhau ha. Thì cái này là một trong những cái tiệm mình quay, mình chia sẻ cho mọi người xem sơ về một cái tiệm mà gần chỗ nhà mình đó, mình biết á. Đó, cho mọi người xem nè. Nhiều nhà thì không có máy giặt máy sấy ở trong nhà thì mình đi ra ngoài tiệm giặt á, mình giặt ha. Thì nó có những cái loại máy nè, máy nhỏ máy lớn khác nhau nhiều máy lắm. Như máy nhỏ này nè, đó, máy nhỏ này thì có 3 đồng một máy thôi. Là mỗi lần giặt đồ á, cái này giặt nha, giặt thì 3 đồng một máy. Thì mình bỏ đồ vô nè, rồi tiền á thì mình bỏ ở đây. Đó, đây là những cái nút là mình bấm mình những cái chế độ mà giặt như thế nào ha. Tiền á cả nhà là bỏ ở chỗ này nè. Đó, thì mỗi lần giặt á là $3. $3 là tức là $1 là 4 cái cắt 25 xu. $1 là 4 cái cắt thì $3 là 12 cái cắt ha, 12 cắt 25 xu. Thì ở Mỹ á, thường thường á, người ta làm mấy cái tiền xu giống như vậy nè. Đó, đây là 1 xu. Này là 10 xu. Này là 25 xu. Và cái này là 5 xu. Đó, 5 xu nè cả nhà. Nó chỉ có 4 cái loại này thôi nha. Thì cái máy giặt này là loại nhỏ, giặt $3, là cái này là 25 xu nè, tức là 12 cái miếng 25 xu nè cả nhà. Đây là mình quay gần cho cả nhà xem nè. Thì giặt đồ thì người ta chỉ làm dùng tiền xu giặt thôi nha. Chỉ dùng cái cắt 25 xu này thôi, cái cắt lớn nhất nè. Đó, cái xu đồng tiền lớn nhất thôi, còn mấy cái nhỏ là người ta không có nhận. Đó, thì đây là những cái máy nhỏ, nếu mà mình đồ ít á thì mình giặt máy nhỏ. Còn qua đây á, thì có những cái máy lớn bên đây nè. Đó, đây là những cái máy lớn nè mọi người. Đó, máy này máy lớn thiệt lớn luôn nè, là đây là 6 đồng rưỡi, $6 và 50 xu là gần $7 ha. Đó, ở nhà mình á, nhiều khi cũng không có cái máy giặt ở nhà, không có bự để giặt những cái mền á, thì mình cũng có thể cầm những cái mền ra đây mình giặt. Nhà thấy không, đây là máy bự thiệt bự luôn đó. Giặt khi mình bỏ đồ vô giặt á, thì nó cũng chỉ chế độ giờ cho mình luôn. Đây, ví dụ đây là đã là bao nhiêu giờ là nó sẽ xong. Cái này máy của người ta giặt chắc nãy giờ rồi đó, là còn 22 phút nữa. Nhiều máy lắm cả nhà. Đây là cái máy nhỏ hơn nè. Đây là cái máy nhỏ hơn nữa. Nói chung là 4-5 loại máy luôn nha. Đây nè, đây là cái máy nhỏ nè, máy nhỏ nữa nè. Máy này là $4, máy này là 4 đồng thôi. Và chế độ nè, cũng chế độ những cái chế độ nước nóng, nước lạnh, giặt thường, giặt như thế nào đó. Đó là nó đầy đủ luôn vậy đó. Bên đây là một cái máy bự thiệt bự luôn nè. Đó, cả nhà thấy không? Đó, mình quay cho cả nhà coi nè. Đó, máy bự thiệt bự luôn nè. Cái máy này là 8 đồng rưỡi. Đó, 8 đồng rưỡi nha cả nhà. Quá trời bự luôn nè. Đây nè, mình mở cái này coi. Đó, giặt đồ cái này là giặt. Wow, quá trời đã luôn, nó giặt mấy cái mền bự bự luôn, quá đã luôn.
mấy mấy ở nhà mình thì đâu có mấy bự giống vậy được. Mỗi lần mà giặt mền, giặt mấy cái mền lần đó thì mình cầm ra đây mình bỏ ở đây mình giặt xong mình chờ sấy luôn. Ở trong đây cũng có máy sấy luôn. Đây nè, đó đủ máy luôn á cả nhà. Máy nhỏ, máy lớn, đủ loại máy luôn ha. Rồi bên đây nè, đó người ta cũng làm cho mình một cái sinh nước nè. Mình rửa tay nè cả nhà thấy không? Đó, đây là cái sinh nước là rửa tay là rất là sạch sẽ luôn. Đủ máy. Thì giặt đồ xong á thì bên đây nó có cái hàng máy máy sấy luôn nha. Đó, đây là có cái hàng máy sấy luôn nè cả nhà ơi. Giặt đồ xong rồi đây là cái hàng máy sấy nè. Máy sấy thì mỗi lần sấy mình cũng bỏ tiền xu vô luôn nha. Đây, chỗ này là chỗ bỏ tiền xu vô máy sấy nè. À, một lần sấy là cũng 25 xu thôi. Rồi sấy hết cái phút đó là tự động máy ngừng. Mà đồ khô á thì mình lấy ra mình xếp. Còn mà ướt á thì mình cứ đút vô 25 xu cái mình cứ sấy tiếp. Đây có những cái bàn. Khô đồ khô xong á, cái bàn đây nè, mình xếp đồ. À, giống như anh thanh niên này anh đang xếp đồ đó, cả nhà thấy không? Đó. Rất là sạch sẽ. Ở Mỹ thì không có phơi đồ giống như Việt Nam, giặt sấy thôi. Cái này là tiệm mình là tự giặt, tự mình giặt, tự mình sấy, tự mình xếp hết. Còn cũng có tiệm giặt ủi luôn. Tiệm giặt ủi thì dĩ nhiên nó mắc hơn. Mình đem đồ cho người ta giặt thì người ta ủi cho mình, người ta chỉ hẹn ngày mình tới mình lấy đồ thôi đó cả nhà. Ngoài ra đây thì mình cũng quay cho cả nhà xem luôn nè. Nếu mà mình không có những cái tiền xu á, chỗ này là có cái máy đổi tiền xu luôn nha. Đó, đây là cái máy đổi tiền xu nè. Mình bỏ tiền giấy vô, cái mình đổi tiền xu ra mình giặt đồ. Đó, rồi một bên á, là nó cũng bán cho mình xà bông đồ luôn. Đó, cũng có cái máy để xà bông đồ vô luôn. Không quên xà bông thì cũng để xà bông vô, để tiền vô mua xà bông. Bấm ra. Đó. Quá trời luôn cả nhà thấy không? Đó, đây là những cái xe mình có thể dùng xe của người ta để mình đẩy đồ áo mình đó, để khỏi bưng nặng. Nguyên một dàn máy sấy nè cả nhà. Đó, dàn máy sấy, một dàn máy giặt. Nhiều lắm luôn á. Rất là sạch sẽ. Thì cái này là cái tiệm giặt đồ, nhưng mà cũng là của tư nhân nha. Thì người ta mở ra cái tiệm giặt đồ này để cho bà con mình ở nhà nào mà không có máy giặt máy sấy á sẽ đi tới đây, tới tiệm giặt đồ. Đó. Tiệm này là cũng không nhỏ lắm, cũng không lớn lắm, cũng vừa size. Thì nhiều nhà đâu có phải nhà nào cũng có máy giặt máy sấy đâu mọi người. Thì không có máy giặt máy sấy thì cứ ra tiệm giặt. Thường cuối tuần thì làm những cái tiệm giặt này nó rất là đông luôn. Tại mọi người tranh thủ đi làm ngày đầu tuần. Rồi cuối tuần thì họ mang đồ ra giặt. Xong thì mình có thể ngồi đây mình chờ. À, không mình muốn đi đâu mình đi rồi xong cái mình quay lại mình sấy. Tại vì mỗi máy á, thì nó có giờ cho mình, nó có báo giờ cho mình. Giặt máy nhỏ thì bao nhiêu giờ, máy lớn thì bao nhiêu giờ.
Đó, rồi mình tới mình canh, mình lấy đồ, mình sấy rồi mình xếp rồi mình mang về nhà thôi. Đó là cái này là những cái phòng giặt sấy mà mình tự làm. Còn giặt ủi thì mắc tiền hơn, cái đó là cao cấp hơn. Còn nhà ai mà có máy giặt máy sấy thì nó tiện hơn, rồi giặt ở nhà bỏ đó rồi mình giặt mình sấy thôi. Ở Mỹ thường thì không có phơi đồ cả nhà ơi, ít phơi đồ lắm. Còn có nhiều nhà thì không có máy giặt máy sấy thì cũng phải đi ra đây mình giặt đồ đó, những cái tiệm giặt đồ đây. Rất là sạch sẽ ở đây, tiệm này thì cũng có, nói chung là cũng có người dọn dẹp hết cả nhà, tiệm tư của người ta đó, cho nên là họ cũng thuê người dọn dẹp đó, cho nên là sạch sẽ, quét dọn rồi nước non rồi này kia thì rất là sạch luôn. Ở trong phòng á có những cái ghế mình ngồi mình chờ, không thì mình ra xe mình ngồi mình chờ á cả nhà. Đây nè, ở đây là ở ngoài nè, nguyên cái khuôn viên ở ngoài nè. Tiệm đó là tiệm bán pizza, vòng vòng qua là mấy cái bán nước, khu đó là cái chợ luôn. Rất là tiện, thì thường thường á giống như là lâu lâu xa xa có một cái tiệm giặt đồ, xa xa có một cái tiệm giặt đồ, nó cũng có, nói chung cũng không xa gì lắm cả nhà. Lâu lâu nhưng cái khu, một cái khu shopping á, cái nhiều khi người ta mở lên cái tiệm giặt đồ á đó, để cho thuận tiện cho dễ dàng, mọi người cần giặt đồ những cái nọ thì ra giặt. Thì hôm nay mình quay phim chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cái tiệm giặt đồ ở Mỹ, thì bây giờ thì mình cũng ngừng cái video ở đây nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình và ủng hộ. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở những video kế tiếp của Vũ Kali Cuộc Sống Mỹ nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.